Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Zentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình quay số PPPoE trên firewall Cisco ISA. Mình đang có một firewall Cisco ISA, cổng G0/0 trên firewall mình đang nối với đường quang của nhà mạng để quay số PPPoE. Cổng G0/1 mình đang cắm vào giải quản trị để có thể truy cập qua ASDM để mình hướng dẫn các bạn cấu hình qua cả CLI và ASDM luôn. Trước tiên mình sẽ cấu hình cổng MGMT để truy cập bằng ASDM. Ok, mình đã vào được firewall bằng ASDM. Giờ mình sẽ cấu hình quay số PPPoE. Để quay số PPPoE thì các bạn cần phải có tài khoản PPPoE được cung cấp từ nhà mạng. Nếu bạn nào chưa có thì có thể gọi lên tổng đài của nhà mạng để nhờ họ cung cấp lại nhé. Sau đó tạo một VPDN group để thiết lập các thông số quay PPPoE. Kiểu dia out sẽ là PPPoE. Tạo local name với tài khoản PPPoE của nhà mạng. Chỉ định loại authent, thông thường thì đều là pub. Sau đó nhập tài khoản PPPoE của nhà mạng vào. Từ khóa store gạch ngang local để lưu lại tài khoản PPPoE này vào trong Flask. Gán các thông số vừa khởi tạo vào cổng kết nối đến ISP. Cấu hình nhận IP động từ ISP. Đặt name if cho interface này. Ok, như vậy là xong. Các bạn show interface IP bridge để kiểm tra firewall nhận IP là ok. Như firewall của mình đã nhận được IP 100.0.0.11 từ ISP. Trên ASDM thì các bạn có thể vào thẳng interface. Trong này cũng đã hiển thị các cấu hình mà mình vừa thực hiện trên CLI. Các bạn chỉ cần nhập tài khoản PPPoE theo yêu cầu ở đây là được. Lưu ý là cả phần name if và security level nhé. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình quay số PPPoE trên firewall Cisco ISA. Nếu các bạn gặp khó khăn gì thì cứ để lại comment bên dưới video để mọi người cùng nhau khắc phục nhé. Đừng quên like, share cũng như là subscribe ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.